Sau việc khóc không thành tiếng khi bị gạt tiền tỷ, Quang Hà tin lòng bản thân, mất 3 tỷ 9. Chồng cũ Thúy Nga lợi dụng vợ chiếm đoạt hơn 7 tỷ. Thực ra khi mà Nga biết cái con số mà cái 350.000 đô, tôi nói xin lỗi anh không phải là chồng tôi. Anh chỉ là người cầm 350.000 đô của tôi rồi bỏ trốn. Thúy Nga, sự việc từng gây xôn xao dư luận một thời gian và làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. Theo đó, người chồng cũ của danh hài Thúy Nga sau kết hôn đã dụ cô số tiền lên đến 7 tỷ đồng. Thúy Nga cho biết cô tổ chức đám cưới với chồng cũ vì thương hoàn cảnh làm ăn sa sút. Nữ nghệ sĩ nói, tôi và ông Nam đã không chung sống như vợ chồng vì ngay sau đó tôi phát hiện rằng ông Nam đã có những hành vi không tốt, vay mượn tiền của nhiều người với giá trị rất lớn nhưng không chịu trả cho họ, trong đó có tôi và một số người thân trong gia đình. Không những thế, ông Nam còn lợi dụng danh tiếng của nữ danh hài để gạt nhiều người khác. Đi đâu ông cũng nói là chồng của nghệ sĩ hài Thúy Nga để dễ dàng tạo lập mối quan hệ và vay mượn tiền. Khi phát hiện ra điều này, cô rất buồn và sốc, cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương danh tiếng của mình. Quang Hà. Quang Hà cũng từng mất số tiền lớn chỉ vì quá tin tưởng hai người bạn. Cụ thể, nam ca sĩ cùng quản lý của anh có giao dịch bán nhà cho hai người bạn qua điện thoại. Sau khi cả hai bên thống nhất mức giá 3,9 tỷ đồng, trong quá trình làm thủ tục giao tiền và sang tên căn hộ, thì hai người bạn của Quang Hà bất ngờ cầm sổ đỏ biến mất. Cuối cùng, Quang Hà và quản lý đã báo cho công an để tiến hành điều tra vụ việc. Siêu mẫu Thu Hằng. Siêu mẫu Thu Hằng tiết lộ bị người chị thân thiết lợi dụng chiếm 30 tỷ đồng khi cùng đầu tư vốn đi kinh doanh lĩnh vực du lịch. Người đẹp cho biết cô đã chết lặng khi đọc dòng tin nhắn chị phải tạm lánh đi một thời gian vì bị giang hồ truy đuổi. Cụ thể, nữ người mẫu sinh năm 1985 tường thuật, qua sự giới thiệu người có uy tín, tôi được một chị ở Hà Nội mời gọi đầu tư lĩnh vực du lịch. Nhưng thấy đây là cơ hội làm ăn tốt, tôi đồng ý rót hơn 30 tỷ đồng tiền vốn. Mia. Khi tham gia một chương trình truyền hình, Mia khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ từng bị mất 4 tỷ đồng thời điểm mới chập chững bước vào showbiz. Mia cho biết khi mới rời khỏi công ty của đại nữ Ngô Thanh Vân, cô đã nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án hợp tác. Nữ ca sĩ tiết lộ, nhiều người đến gặp cô, dụ dỗ đưa tiền để tham gia thực hiện các dự án âm nhạc, giúp đưa tên tuổi lên tầm cao mới. Tuy nhiên, tất cả đều là trò và hậu quả. Mia đã bị mất trắng khoảng 4 tỷ đồng với 5-6 lần khác nhau. Mia cho biết, nữ ca sĩ bị gạt trong rất nhiều trường hợp khác nhau, không cái nào giống cái nào, nên bản thân không lường trước để đề phòng được. Cô chân thành tâm sự, có khoảng thời gian cô chơi vào trạng thái hụt hẫng khi theo nghề, thậm chí trong tay từng không còn đồng nào. Những lúc như vậy, gia đình khuyên cô về quê kiếm việc khác để làm. Nhưng rồi bằng tình yêu, đam mê với nghề, Mia cố gắng và tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí. Hiền Mai. Nữ diễn viên Hiền Mai cho biết hơn 5 năm trước, cô cho em họ con chú ruột mượn 1,4 tỷ đồng làm ăn. Vì là chị em tin tưởng nhau nên Hiền Mai không viết giấy mượn tiền. Cô cho em họ mượn trong thời gian 1 năm, nhưng 2 năm trôi qua, em họ vẫn bật vô âm tín, thậm chí là thay đổi chỗ ở và số điện thoại. Nữ diễn viên không lên tiếng vì nghĩ để em có thời gian làm việc trả nợ cho mình. Nhưng khi thím mẹ của người mượn tiền trách Hiền Mai đòi tiền vô lý, vì số tiền nữ diễn viên đưa cho con bà là tiền hùng hạp làm ăn. Vì vậy khi hai người kinh doanh thua lỗ thì Hiền Mai phải chịu, dù mất trong tay số tài sản lớn nhưng sau việc vẫn mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khủng hoảng với bao khó khăn chồng chất, không đâu xa xôi. Họ cũng chính là những tấm gương để nhiều người tránh xa những kẻ gian, đội lốt bạn bè, người thân. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận, thì Thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.